Khoảnh khắc bật cao đánh đầu ghi bàn vào lưới U23 Myanmar của Hồ Thanh Minh đã giúp U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á năm 2022. Bàn thắng này không chỉ giúp Hồ Thanh Minh trở thành người hùng U23 Việt Nam mà nó có thể sẽ đưa tên tuổi của anh ra ánh sáng. Hồ Thanh Minh sinh năm 2000 là chàng trai người dân tộc Tà Ôi, sống trên những dãy núi cao ở Đại Ngàn Trường Sơn. Quê anh ở xã Lâm Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế và chỉ cách biên giới Việt-Lào có vài km. Dù gặp nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý cũng như từng bị ngăn cấm chơi bóng từ gia đình, song điều đó là không đủ để cản bước Thanh Minh đến với trái bóng tròn. Ngay từ những năm tháng tiểu học, anh đã có niềm đam mê với trái bóng nhựa đến mức trên đường đi học, cầu thủ này luôn dẫn theo trái bóng trong chân và làm các động tác kỹ thuật với trái bóng từ nhà đến trường và ngược lại. Được biết, khi 17 tuổi, Hồ Thanh Minh từng trốn bố mẹ để ra Huế thi tuyển khi nghe tin có chương trình tuyển sinh cầu thủ. Thời gian đó, gia đình muốn anh nối nghiệp cha làm công an thay vì theo nghiệp quần đùi áo số. Nhưng điều đó đã không thể cản bước khao khát chơi bóng mãnh liệt, dường như đã ngấm vào máu thịt của tiền đạo này. Mặc dù đến với bóng đá chuyên nghiệp muộn hơn nhiều đồng đội cùng trang lứa, nhưng với năng khiếu và khát khao chơi bóng của mình, chàng trai họ Hồ đã nhanh chóng có những sự tiến bộ. Chỉ sau 3 tháng, anh đã hòa nhập với các đồng đội, đồng thời thể hiện được tố chất của một tiền đạo, nhất là các pha không chiến dù chỉ cao có 1m68. Đánh giá về Hồ Thanh Minh, người thầy đầu tiên của anh, huấn luyện viên Dương Công Quốc thừa nhận, đó là cầu thủ khá toàn diện về cả tốc độ lẫn kỹ thuật. Ưu điểm của Minh là có thể lực và tốc độ tốt. Đặc biệt, Minh chơi tốt, bóng chuyền nên sức bật rất tốt, có những pha bật cao đánh đầu mà hiếm cầu thủ ở độ tuổi U20 thực hiện được. Và qua bàn tay mài giũa của huấn luyện viên Nguyễn Đức Dũng ở câu lạc bộ Huế, chân sút có biệt danh voi rừng đã ngày càng trưởng thành hơn. Anh nhanh chóng lấy được suất đá chính ở đội bóng cố đô từ tiền đạo của Viettel Trần Danh Trung nhờ lối chơi năng nổ và xông xáo của mình. Năm 2019, nhìn thấy năng lực và những tố chất sát thủ của Hồ Thanh Minh, câu lạc bộ Phố Hiến đã mượn cầu thủ này để thi đấu ở giải U21 quốc gia tại Kon Tum và nhờ sự đóng góp của Hồ Thanh Minh, đội đã giành Á quân chung cuộc. Ở giải đấu đó, Thanh Minh cũng nhận được nhiều lời khen từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, người đã dự báo anh hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ đội tuyển U23 Việt Nam và thậm chí còn có những đóng góp nhiều hơn nữa cho bóng đá Việt Nam nếu được tăng cường việc thi đấu cọ sát, tích lũy thêm kinh nghiệm trận mạc. Là một trường hợp đặc biệt khi không trải qua nhiều cấp độ U16 hay U19 Việt Nam, sự có mặt của Hồ Thanh Minh tại đội tuyển U23 Việt Nam lần này rõ ràng đã nói lên rất nhiều điều về tài năng của cầu thủ kể trên. Việc tung tiền đạo người đồng bào Tà Ôi vào sân để thay cho Xuân Tú ở trận đấu gặp Myanmar vừa qua mà không phải là những cái tên cũ như Việt Cường hay Bảo Toàn đã cho thấy cái tầm của ông Park Hang-seo. Đây thực sự là một quyết định dũng cảm nhưng sáng suốt của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi chứng kiến các học trò cưng không thi đấu như kỳ vọng, và nó cũng có thể sẽ là một định mệnh giúp cho sự nghiệp của Hồ Thanh Minh bước sang một trang mới. Mặc dù không phải là mẫu tiền đạo có chiều cao tốt, nhưng tốc độ, sự càn lướt, tranh chấp khá hiệu quả của cầu thủ này hứa hẹn sẽ giúp anh có được một vị trí trên tuyển U23 Việt Nam. Với thể lực sung mãn ở độ tuổi đôi mươi, Hồ Thanh Minh hứa hẹn sẽ là một chân sút nguy hiểm của bóng đá Việt Nam. Nếu như anh tiếp tục được chỉ bảo và huấn luyện đúng hướng, hạn chế của tài năng người Thừa Thiên Huế có lẽ chính là kinh nghiệm trận mạc, bên cạnh việc thi đấu vẫn còn hơi rườm rà và mang tính bản năng. Chứng kiến người học trò mới tỏa sáng, hẳn là huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đang có nhiều kỳ vọng ở anh. Chia sẻ sau trận đấu hôm qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng dành thời gian để nói về cầu học trò khá đặc biệt của mình. Ông Park chia sẻ, dù vẫn còn nhiều điều phải cải thiện trong tương lai, nhưng Thanh Minh là một cầu thủ có rất nhiều ưu điểm. Nếu như nỗ lực, tôi tin chắc bạn ấy sẽ trở thành một tiền đạo tốt của bóng đá Việt Nam. Tất nhiên, việc có mặt tại đội tuyển U23 Việt Nam mới chỉ là khởi đầu. Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và tiền đạo sinh năm 2000 sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn có được vị trí chính thức ở đội U23 và thậm chí là trên đội tuyển Việt Nam trong tương lai không xa.